Có hai vấn đề có hai vấn đề con muốn tìm hiểu. Thứ nhất là về kinh và luận. Hôm trước con có nghe sư trích dẫn lời của Hòa Thượng Thích Thanh Từ là lấy những điểm tương đồng của hai hệ thống Nam Bắc Truyền và Nam Truyền để làm kim chỉ nam. Đại loại thế, con không nhớ rõ từng câu chữ, chẳng hạn như tương đồng giữa kinh A Hàm Nikaya. Nay con biết, theo con biết hệ thống A Hàm được truyền qua Trung Quốc là Nhất Thiết Hữu Bộ. Và bộ luận của phái này là Nhất Thiết Hữu Luận. Con không biết nhận thức của con có chính xác hay không, nhưng vậy thì Nhất Thiết Hữu Luận cũng tương đương với A Tỳ Đàm của Theravada. Con không nói là nội dung giống vì con chưa đọc nội dung, nhưng con nói giống ở đây là vai trò. Từ đây con suy ra cái khác nhau giữa các bộ phái hẳn là ở luận chứ không ở kinh. Và nhận thức của con thấy rằng các kinh của Phật giáo phát triển thực ra là luận thì đúng hơn. Vai trò của nó phải là luận chứ không phải là kinh, mặc dù nó được cho là Phật thuyết. Và việc biến các luận thành kinh cũng là điều phổ biến ở các bộ phái, chẳng hạn Thiền Tông có kinh Lục Tổ hay Theravada cũng có kinh Mi Tiên Vấn Đáp, không phải là Phật ngôn. Rồi. Nếu nhận thức nói trên của con có gì sai trái, kính mong sư chỉ cho con. Thì một cái điểm mà quý vị bị nhầm lẫn đó chính là cái luận ở trong Theravada chính A Tỳ Đàm. Mà quý vị phải xem A Tỳ Đàm, phải đọc A Tỳ Đàm. Chứ còn quý vị không xem, không đọc á, rồi quý vị cho rằng những cái luận thư của các cái bộ phái mà mang tính chất tương tự như A Tỳ Đàm thì quý vị nhầm nhầm to nha. Chính bởi vì như vậy đó thì cái quan điểm này á, là nó chưa chính xác. Và sư thì sư chỉ nói về kinh thôi để cho an toàn, tại vì bản thân cái người hỏi ở trong cái câu hỏi trước thì là dành cho những cái vị mà mới nghiên cứu Phật pháp mà hoang mang á, khi mà người này nói kinh Phật thuyết, người kia nói không phải kinh Phật thuyết. Mà đối với những đối tượng sơ cơ như vậy á, mình đem A Tỳ Đàm ra thì nó quá tải với cái khả năng hiểu của họ, cho nên là sư chỉ nói về kinh thôi. Đấy. Mà khi nói về kinh á, thì sư mới nói như vậy. Còn nếu như quý vị nói A Tỳ Đàm ra thì nó lại là cái khía cạnh khác ha. Rồi về cái vấn đề mà này thì không biết là sư đệ từng có ý kiến hay không, là chịu qua. À, chịu qua.